Ba con giáp này gặp đại hạn triền miên, cẩn thận xui xẻo, vỡ nợ mất trắng tài sản trong tháng năm âm lịch. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, mỗi năm trôi qua là mỗi một hành trình mới sẽ được bắt đầu. Cùng bởi có sự thay đổi của các chòm sao, vận số của mỗi người cũng sẽ trải qua những thăng trầm khác biệt. Mỗi một bước đi sẽ là một sự lựa chọn để cuộc đời có thể trở nên tốt đẹp được hay không. Thế nhưng hành trình này lại thường chịu ảnh hưởng bởi rất nhiều yếu tố, đặc biệt đó là các chòm sao chiếu mệnh. Và trong tháng năm âm lịch sắp tới, có ba con giáp bị số phận thử thách bằng những khó khăn, gian nan, thách thức, hung tinh bủa vây. Sự đen đủi sẽ bắt đầu đeo bám các con giáp này, khiến vận thế xuống tận đáy. Không chỉ tiền bạc đội nón ra đi mà vạn sự đều bế tắc, thậm chí tán gia bại sản, gia đình ly tán. Chắc hẳn quý vị và các bạn cũng nghe đến đây cũng rất thắc mắc, đó là những con giáp nào? Và trong chương trình ngày hôm nay, kênh Phong thủy Gia Cát sẽ bật mí đến quý vị và các bạn những con giáp vận khổ trong tháng năm âm lịch sắp tới. Kính mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi. Ngoài ra, phần tử vi ngày hôm nay được luận giải bởi thầy Gia Cát và các chuyên gia hàng đầu với nhiều năm kinh nghiệm về tử vi và phong thủy. Bên cạnh đó, trong tháng này, thầy Gia Cát sẽ nhận tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng công ty Phong thủy Lộc Tài về các vấn đề như tử vi, phong thủy, mua mà âm trạch, xây nhà, sửa nhà, cưới hỏi. Để có thể được tư vấn miễn phí, quý anh chị hãy liên hệ đặt lịch theo số điện thoại đang được hiển thị ở trên màn hình. Thứ nhất là tuổi Tý. Mệnh chủ tuổi Tý thường là những người tiên phong, dẫn đầu trong công việc. Họ có tài lãnh đạo, luôn đóng góp những ý tưởng độc đáo, sáng tạo khi làm việc tập thể. Họ sẵn sàng đối mặt với những khó khăn để đem lại thành công, sự giàu sang cho mình. Họ dành cả đời để tạo lên tiền bạc và địa vị. Nếu như không có hai thứ đó, thì cuộc sống của những người tuổi Tý tưởng chừng như không còn ý nghĩa. Họ cũng luôn đầy nhiệt huyết, tận tâm hết mình ở một vị trí cao, tổ chức lãnh đạo người khác mới là công việc đem lại cho họ sự hứng thú. Xin chia buồn với mệnh chủ, bởi xem tử vi tháng năm âm lịch của tuổi Tý cho thấy vận trình trong tháng mới của mệnh chủ tuổi Tý ảnh hưởng khá nhiều bởi tính cách thất thường của bản mệnh, khiến cho mối quan hệ trở nên căng thẳng hơn. Tháng xuất hiện mộc dục nên bản mệnh có vẻ nhàn hạ hơn, thích có nhiều thời gian để có thể chăm sóc bản thân, thậm chí thích sắm sửa những bộ quần áo mới để làm mới tinh thần. Tính cách nông nổi, bất định của mệnh chủ tuổi Tý có thể khiến cho những người làm cùng cũng cảm thấy khó chịu khi hợp tác, nhất là những người tuổi Tý thường có cái tôi cao, lại hay đổ lỗi thì càng thường xuyên bắt nạt những ai nhẹ vía hơn mình nơi công sở. Bản mệnh nên hiểu rằng dù năng lực của mình có thể hơn người ta, nhưng không có nghĩa là có thể lên mặt họ bất cứ khi nào. Chỉ khi bản mệnh tỏ thái độ khiêm tốn, sẵn sàng giúp đỡ kẻ yếu, thì bản mệnh mới càng được tôn trọng hơn. Tử vi tháng 5 âm lịch còn cho thấy, thời gian này bản mệnh chịu ảnh hưởng của đại hao không hề nhỏ, do đó người tuổi Tý không được chủ quan. Bên cạnh đó, ngũ hành xung khắc ảnh hưởng tiêu cực từ sức khỏe cho tới tiền bạc của bản mệnh. Do đó, hãy cố gắng giữ gìn sức khỏe cho mình. Đừng vì mải kiếm tiền rồi cơ thể suy yếu, sau đó lại dùng tiền để mua sức khỏe là điều không thông minh chút nào. Muốn cải thiện cơ thể thì ít nhất bản mệnh phải có được giấc ngủ ngon. Trước khi lên giường, hãy gỡ bỏ hết vướng bận trong lòng để chỉ tập trung vào hơi thở của mình. Ngoài ra, để có một tâm lý vững vàng, đầu óc tỉnh táo, minh mẫn, có thể phát triển vượt trội trong thời gian này, mệnh chủ tuổi Tý nên mang theo bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Vật phẩm sẽ giúp bản mệnh khai thông trí tuệ khi giải quyết mọi vấn đề. Công việc vì thế cũng được hanh thông,
thu hút tài lộc và sự may mắn. Đặc biệt ở pháp khí còn hội tụ bởi những tinh hoa của Đức Phật cùng những tinh túy linh thiêng của đất trời, chứa đựng nguồn năng lượng tích cực, xua đuổi được tà ma, tăng cường cát khí và mang lại bình an cho bản mệnh trong thời gian sắp tới. Không những vậy, vật phẩm còn được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú, xem ngày giờ sử dụng cho quý gia chủ tuổi Tý để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ hai là tuổi Thân. Mệnh chủ tuổi Thân có đầu óc khá lanh lợi và khéo léo. Điểm mạnh này không chỉ là trong học tập mà còn biết cách ứng dụng, giải quyết mọi việc trong thực tế, dù có xảy ra rắc rối gì. Sự nhanh nhạy, sắc bén này có thể thấy ở cách mà họ nói chuyện với sự sinh động, đầy kích thích. Với tính cách này, trong công việc họ có thể vận hành kế hoạch của mình một cách khéo léo, với tốc độ, hiệu suất cao. Họ cũng rất giỏi trong việc giải quyết các vấn đề, nên hiện tại nơi làm việc họ là người có năng lực và khả năng chiến đấu cao. Tuy nhiên, xem tử vi tháng cho thấy trong tháng này, cục diện thương quan ngăn trở con người. Cục diện thương quan ngăn trở con đường công danh của con giáp tuổi Thân. Thậm chí có những lĩnh vực bản mệnh vô cùng tự tin, nhưng nay cũng xuất hiện những cản trở nhất định mà bản mệnh cũng không thể tìm ra nguyên nhân. Mệnh chủ tuổi Thân không lường trước được kết quả, những điều đang chờ đợi ở phía trước. Vì thế, dù thế nào cũng phải thận trọng. Cho dù bản mệnh là người cẩn thận, luôn lên kế hoạch cho mọi việc, nhưng cũng cần nhớ rằng luôn có những sự cố khó lường có thể xảy ra. Vì thế khi đó đừng vì bế tắc mà buông xuôi. Điều quan trọng là bản mệnh tìm hiểu rõ tình hình, học cách thích ứng và bắt đầu tìm cách thoát ra khỏi, chứ không nên để bản thân chìm sâu trong suy nghĩ tiêu cực. Tháng này vì thế cũng không phù hợp cho các quyết định lớn lao, nhất là những công việc liên quan tới tiền bạc. Nếu bản mệnh đã dành dụm được chút tiền muốn mua nhà, đổi xe thì nên đợi sang tháng khác phù hợp hơn. Nguyệt lệnh lâm cung tuyệt cho thấy ở công sở có nhiều cạnh tranh không lành mạnh, sẽ chia bè, chia phái, tranh giành chức vụ. Nếu bản mệnh đang mong chờ mình được nâng lên vị trí cao hơn thì dễ sẽ trải qua cảm giác thất vọng vào lúc này. Thời gian này bản mệnh đừng cố tỏ ra mình là người có uy quyền, vì chẳng ai nể trọng bạn nếu bạn không phải là người hòa nhã hay giúp đỡ người khác. May mắn là có tả phụ giúp đỡ để chống đỡ lại các hung tinh, nên bản mệnh vẫn tìm thấy được niềm vui le lói sau những khó khăn, ngăn trở của cuộc sống. Trong tháng này, có thể chỉ cần có ai đó giúp bản mệnh giải tỏa căng thẳng sau những ngày tranh đấu mệt mỏi cũng là tốt lắm rồi. Bên cạnh đó, trong tháng 5 âm lịch, cũng có một số mệnh chủ, tuổi Thân tìm thấy cơ hội kiếm tiền trong đúng lúc mọi thứ đang càng trở nên khó khăn đối với những người xung quanh. Cho dù đó là cơ hội phát tài nhỏ bằng chính năng lực của mình thôi thì cũng phải trân trọng. Tuy nhiên bản mệnh vẫn cần chú ý đến, bởi trong thời gian này có thiên cầu hung tinh ghé thăm khiến mệnh chủ tuổi Thân liên tục phải đối mặt với những việc bản mệnh thường xuyên cảm thấy đau đầu, chóng mặt, không biết nên xử lý thế nào. Đó là tác nhân khiến sức khỏe của bản mệnh giảm sút rõ rệt. Chính vì vậy, để mọi việc được phát triển một cách hanh thông, thuận lợi, thì mệnh chủ tuổi Thân hãy mang theo bên mình vật phẩm phong thủy, vòng tam hợp quý nhân, Thân, Tý, Thìn. Với năng lực tam hợp khí của vòng sẽ giúp mệnh chủ đạt thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân, từ đó giúp mệnh chủ xua đuổi được những hung tinh, tà ma và những kẻ tiểu nhân ganh ghét luôn rình rập ở xung quanh. Vòng còn giúp bản mệnh hóa giải những thị phi, mâu thuẫn, tăng cường các mối quan hệ. Đồng thời, vật phẩm sẽ giúp tuổi Thân tăng may mắn, chiêu tài lộc, cát lành, đặc biệt là chiêu mời quý nhân giúp đỡ bản mệnh phát triển mọi khía cạnh trong thời gian sắp tới. Không những vậy, vật phẩm còn được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú, xem ngày giờ sử dụng cho quý gia chủ tuổi Thân để vật phẩm mà lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba là tuổi Thìn. Bước vào tháng Giáp Ngọ, mệnh chủ tuổi Thìn vấp phải quan hệ lục hại với nguyệt lệnh Ngọ Hỏa, nên vận trình bản mệnh tương đối biến động mà sức khỏe bị đe dọa nhiều. Bản mệnh cần chú ý các vết thương đến từ ngũ hành kim như dao kéo, sắt thép.
Đặc biệt, chuyện đi lại trên đường phải luôn luôn cảnh giác, họa huyết quang luôn tiềm ẩn. Ngoài ra, lục hại còn mang tới rắc rối về thị phi. Nếu theo phân tích kinh dịch sử ngọ tương hại thì những người trong gia đình như người già, người hay có bệnh tật, cơ thể yếu đều phải được chăm sóc cẩn thận. Về sự nghiệp trong tháng 5 âm lịch, mệnh chủ tuổi Thìn cần phải cẩn thận từng bước. Công việc có nhiều cơ hội hấp dẫn nhưng lại tiềm tàng nhiều nguy cơ phá tài. Mọi quyết định của bản mệnh luôn phải xem xét nhiều mặt, cơ hội đàm phán nhiều, vì thế đừng vội vàng đưa ra mức giá cuối cùng của mình. Giữa tháng thích hợp để bản mệnh hoàn thành một việc đã ấp ủ từ lâu. Thực tế, sự vật và công việc sẽ còn xảy ra nhiều bất ngờ hơn những gì mà mệnh chủ dự liệu. Vì vậy, cố gắng làm hết sức mình có thể. Còn lại, vạn sự tùy duyên. May mắn hơn nữa, trong tháng Giáp Ngọ có thiên can sắc mộc và thiên tài rất tốt cho các cuộc giao dịch, làm ăn hay ký kết hợp đồng. Tuy nhiên, với những việc đàm phán không chính đáng, không phù hợp với luật pháp thì bản mệnh nên tránh xa. Vận khí lục hại sẽ nhân chốc lấy thời cơ, sơ hở mà hoành hành. Nhìn chung cơ hội tài vận khá nhiều, nhưng bản mệnh nên tâm niệm lợi nhiều thì tốt mà lợi ít cũng cát. Vì giáp tam thiên tài tinh nên những việc làm thêm, làm cộng tác viên sẽ đem tới nhiều lợi lộc hơn. Bên cạnh đó, trong tháng, dương khí hoàn toàn chiếm cứ bầu trời, khiến vạn vật dần trở nên khô kiệt, nóng nảy. Ban ngày trở nên nóng hơn nên bản mệnh cần chú ý thông gió trong nhà, giúp âm khí vào được trong nhà. Nhìn chung, sức khỏe của bản mệnh trong tháng cũng không có gì phải lo ngại. Bản mệnh chỉ cần dành chút thời gian đi dạo, chạy bộ bước nhỏ sẽ có cơ hội, có lợi cho việc lưu thông khí huyết, giúp cơ thể thanh lọc âm khí. Đặc biệt, bản mệnh hãy tin tưởng đồng nghiệp nhiều hơn, san sẻ bớt công việc đang có trong tay. Nhận lại chỉ dẫn thì vận công việc của bản mệnh sẽ suôn sẻ. Đồng thời, để kích hoạt vận khí cát lành, thúc đẩy công việc hanh thông, sự nghiệp tiến triển tốt, thầy gia cát khuyên mệnh chủ tuổi Thìn hãy sử dụng pháp khí phong thủy nhà Phật, bát bảo, tâm kinh. Pháp khí sẽ giúp xua đuổi những hung tinh và vận hạn luôn rình rập ở xung quanh. Từ đó, pháp khí sẽ tăng cường vận khí, tăng may mắn, chiêu tài lộc cho bản mệnh. Đồng thời, khi mang pháp khí bên mình sẽ như tấm bùa phù hộ, bảo vệ bản mệnh, tương trợ, phát triển mọi khía cạnh trong năm Tân Sửu. Hơn thế nữa, vật phẩm còn được thầy gia cát trực tiếp khai quang, trì chú, xem ngày sử dụng để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất cho các mệnh chủ tuổi Thìn. Hy vọng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị và các bạn có được những thông tin hữu ích. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên like, đăng ký, nhấn vào tín hiệu chuông để nhận những thông báo mới nhất của kênh và không bỏ lỡ bất kỳ video và thông tin nào từ chúng tôi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.